cho thôi phục vụ trong ngành đối với phó trưởng công an phường đánh phụ nữ. Sáng 10 tháng 5, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã ký quyết định thi hành kỷ luật, xử lý cá nhân trong vụ việc phó trưởng công an phường đánh phụ nữ, xảy ra ngày 28 tháng 4. Theo đó, Công an tỉnh Cao Bằng thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trung tá Đặng Đình Đoàn, phó trưởng công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng bằng hình thức cách chức phó trưởng công an phường và cho thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân. Đối với đồng chí Trung úy Trịnh Việt Hoàng, cán bộ công an phường Sông Bằng, người có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Cao Bằng đánh giá là cán bộ trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, đến hiện trường theo sự chỉ đạo của đồng chí Đoàn nhưng không có hành vi xô xát, đánh người, khi sự việc xảy ra đã can ngăn đồng chí Đoàn, và sau đó đã chủ động báo cáo sự việc với cấp trên nên không thi hành kỷ luật, và yêu cầu kiểm điểm, phê bình trước toàn đơn vị. Trước đó, Công an thành phố Cao Bằng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với đồng chí Đặng Đình Đoàn và bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh người liên quan vụ việc về hành vi cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác và hành vi xúi dục, kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác theo Điều 7, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.